Tôi rất là vinh dự khi được tham gia lễ phát động cuộc thi Giấc mơ xanh. Đây là một cuộc thi cực kỳ có ý nghĩa và tất cả các bạn thiếu niên, rồi các bạn đoàn viên thanh niên và tất cả mọi người đều có thể tham dự cuộc thi này. Tôi nghĩ rằng mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống của chúng ta sẽ tác động rất lớn vào môi trường, và môi trường lại tác động rất lớn vào cuộc sống của chúng ta. Mỗi người tự biết bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất hàng ngày thì chúng ta sẽ có một môi trường xanh sạch đẹp như mong muốn. Có lẽ là quý vị sẽ đồng ý với tôi là trong những năm trở lại đây thì hiện tượng biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường đang diễn ra cực kỳ khó lường và gây ra những cái hậu quả có thể nói là hết sức là ghê gớm đối với đời sống của chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta cũng phải chứng kiến những cái đợt nắng nóng kỷ lục hay những đợt khô hạn như trong miền Nam. Rồi trên thế giới xảy ra động đất lũ lụt thường xuyên. Và đó, tất cả chúng ta đều biết là đấy chính là cái tác động tiêu cực của môi trường mà bị phá hại, của môi trường mà bị phá hoại. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cuộc thi rất là kịp thời để dành cho tất cả mọi người. Tôi chưa nói đến là tham gia cuộc thi, mà chỉ cần biết đến cuộc thi để điều chỉnh hành vi của mình hàng ngày đã là rất tuyệt vời rồi. Và tôi cũng xin chúc tất cả các bạn tham gia cuộc thi, những thí sinh tham gia cuộc thi dồn toàn tâm sức, toàn tâm huyết để đạt giải cao. Đấy chính là tiếng nói, đấy chính là hành động thiết thực nhất của chúng ta để bảo vệ môi trường.